nãy con vừa theo chú tới chạy móc túi rồi con mới vừa tới chạy móc túi là chú chạy ngược về đây. Trời. Xong rồi con chạy ngược về đây, xong rồi chú chạy xuống công viên cái con chạy ngược lên công viên. Rồi con đứng con nghe lô tô rồi cái bắt đầu cái xong rồi bắt đầu cái con chạy ngược theo chú về đây. Không biết là đi theo gì Việt Phương thôi rồi xong bắt đầu Việt Phương lên xe. Tưởng chạy theo chú chứ kể một vòng đi theo chú quá trời. Xong cuối cùng rồi lát chú kể ra cho chị Việt Phương nghe. Chú yếu là chị Việt Phương thôi. Chạy về cứ tìm ra được cái công viên, tìm được công viên rồi mà không tìm được cái sân khấu gì thì cứ đó tới công viên rồi thì tưởng là trong công viên là chị Việt Hương trong đầu rồi cả những trên sân khấu tìm hoài không rác cái đối tố nào cả. Quay lại xong chạy tới luôn, chạy tới luôn nè, xong chạy thúc cuối công viên thì thấp chương trình bảo là phải qua cái cầu, cái này qua cầu này thì công viên rồi mà cái địa điểm mà chương trình đưa ra là phải là công viên. Thì ra đúng ngay cái chân cầu thì nhìn thấy bên phải là nằm bên hông á con, cầm bên hông á, đúng rồi rồi á, nằm dưới dạ cầu thì lúc đó mới nghe Việt Hương đây rồi, đây rồi anh ơi. Nhưng mà tường chạy mới tới chị Việt Hương rồi thì nó hô lô tô, nhưng mà trong cái sân khấu trong cái khâu đó tôi là không có đủ người vậy không à, mà chị Việt Hương là phải đủ 50 người, phải đủ 50 người á, đi cái nồi ta mà buổi trưa đó là 12 giờ trưa còn ai nữa đâu. Đường phố nó bằng tất cả cái thị trấn Bắc Điền, người ta nghỉ trước hết trơn à. Một tiền bồi đầu, mấy cái cửa hàng bán quần áo mà nắng thì người ta ra. Rồi anh nhập đứng cái đứa nhịp giang tay, ai đi ngang nhập cho đi nữa. Ai nhập cho đi nữa. Anh nhập biểu đố để em đi hát cho nghe. Sao mọi người vô đông hơn? Từ 50 người à? Không, nhiều lắm. Sáu mươi mấy người á. Ú cha mà cùng mai mày hôm nay là tập thể dục kỳ nghe, chạy vô vòng nhập nó bước chung cư được, lên sáng nó chạy không mệt. Nhưng mà lo chứ là kiếm người không ra đó. Dán nữa. Thì chỉ lúc đó dán. Con đi kêu gọi tiếng chú nó. Rồi em tên gì? Nhiêm. Cảm ơn anh Nhiêm. Anh em mình đúng sổ nè, năm nay anh tuyệt lưỡng lắm. Mệt quá. Nhưng mà vui lắm. Kiếm được một số tiền khá khá.